Dạ xin chào quý vị khán giả, sáng sớm thì Phương vừa còn ở huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Sáng sớm mình nhìn sông nước, ôi chín rồi, đã trời. Ồ, sáng sớm mình sang nghe sông nước rồi nghe chim kêu, ngồi nghe nhìn xuồng ghe chạy thấy thanh bình không quý vị khán giả. Ồ đã nha, mình vừa chín tới hâm nhưng mà chưa ăn được đâu. Để chắc ngày nữa ăn mới ngon. Để Phương vừa vô nhà của bạn. Chưa, nó hôm qua hai anh em đi quay quá trời quay luôn, quay về tới thui luôn. Buổi sáng làm đồ ăn sẵn rồi trời. Wow, thằng này được một cái, được một cái lúc nào cũng sáng sớm hay mình khi nằm tới chuẩn bị đồ ăn uống. Thái ơi, Thái rồi làm gì? Làm gì vậy? Nấu rồi nước hủ. Nấu hả? Dạ. Ủa, tự nấu luôn hả? Dạ. Trời ơi, giỏi quá vậy. Chừng nào vô? Anh thấy chưa chưa gì á. Ủa, trưa mới vô hả? Dạ. Vậy hả? Đã ha. À, bữa nay nó đi tới trưa nó mới vô, có gì vậy ơi. Cái này em mua hết đâu hả? Dạ, mua chợ. Dạ, để có phụ gì không anh phụ cho? Dạ làm xong hết rồi. Có xong hả? Giờ ăn luôn hả? Dạ. Qua mai anh đi chút vui, mẹ em làm đãi anh hả? Dạ. Trời ơi, vợ thằng bạn có khác quý vị vậy? Thằng bạn thì tới lúc nào nó cũng ăn cơm nguội không mà. Còn vợ thì nó tới không lẩu rồi thịt bò, đồ cơm rồi. Ngon quá trời ngon. Vậy mốt mình lúc nào canh vợ nó có nhà thì mình lại chơi, còn nó có nhà hay không? Mình không phải chơi. Nó lại nó cho ăn mì gói không à, với cơm nguội không à. Dạ. Xếp ra bớt hả? Múc ra cái nồi này đem ra ngoài trước. Ngon quá cái gì vậy? Hôm qua đi cũng vui mà đi ăn không à. Đi ngồi có chỗ có nhỏ quay nhỏ đeo vàng, trời ơi quá trời vàng luôn. Mà Thái nó ngồi như chọc nhỏ đó, nhỏ nó chưa có chồng luôn, đẹp lắm mà nó ngồi nó nói chuyện hoài. Anh gặp ai cũng chọc chọc hả? Anh thấy có khoái luôn chứ chọc gì. Nó theo con nó lết nó uống con một ly ly thuốc nốt mà nó lết theo con người ta mà nó nói chuyện hoài, mà nó khen trời, nhìn em đẹp hơn hơn vợ anh ở nhà nhiều. Vợ nhìn hoài mà. Bởi nó hoài luôn hả? Vợ nhìn hoài chán. Xong rồi lên bà lên bệnh viện uống thuốc nốt, con nhỏ kia cũng vậy, nó bé kia 27 tuổi thấm cũng ngồi khen hoài ghẹo hoài, xin số điện thoại nữa. Mới có gì bữa nào anh rảnh anh lên dẫn em đi chơi rồi hẹn hò được. Anh nói nó rồi, có vợ con thì lo vợ con đi chứ chọc gái hoài, mốt thì vợ bỏ mà không chịu nghe, cái ghẹo hoài. Rồi vô cái chùa bánh xèo nữa, bàn kia có mấy nhỏ gái chùa bánh xe đó, chùa miễn phí cho con mà. Ờ, chùa bánh xe miễn phí mà nó có khi nào dẫn em lên đó không? Không. Vậy mà hôm qua nó đòi dẫn thắm lên đó ăn bánh xèo. Nào giờ có dẫn em đi đâu đâu. Vậy hả? Dạ. Vậy mà sao hôm qua nó nhà không à? Vậy hả? Nó nói em không chịu đi. Nó nói em không chịu đi. Có dẫn đi đâu đi. Ờ, mày giao là xong rồi hả? Dạ xong rồi. Cái này sao vô, cái sao vô trước của nhà của em phải không? Dạ. Nó mới chín nè. Nó nói không chịu đi, hôm qua nó ngủ thấm thôi, như nó hẹn hôm nay là thứ hai, nó hẹn cuối tuần nó lên chơi mà nó hô dẫn con bé đó đi lên cái resort Victoria gì đó chơi. Cái resort đó mắc tiền nha, không phải không? 3-4 triệu tháng đó. Ủa 3-4 triệu ngày á. Đêm ở trên núi Sam á. Ừ, resort nó đẹp lắm. Nó rủ bé nó lên chơi, nó kêu lên đó chụp hình rồi. Mà em về em đừng có nói lại nó nghe nha. Tại anh thấy em ở nhà nghiệp quá, nó nói nghe đó. Thì con nhúc hình rất là non rồi, quý vị nhà nó còn ngon luôn rồi. Đã
tại thương vườn, thương vườn không có ý gì đâu, nhưng mà tại vì thấy vợ nó nhà tội nghiệp nó đi chơi, nhiều khi mình cứ khuyên hoài à. Thì cái hồi đó mình thấy hồi thanh niên á, trời ơi nó mê gái lắm. Dạ. Ừ, mà nó cờ bạc nữa, mà nó nhậu nữa, nó mượn tiền hoài vậy. Mà nó đánh bài, nó trời gặp gái xấu đẹp gì nó cũng sáp vô anh ơi. Anh tưởng là nó cưới em, nó quen em lúc đó quen chơi thôi chứ. À, về cũng cưới, cũng mừng chứ. Đây. À, mình chín chưa, mình dọn mình ăn sớm đi để lát nó về mất công nữa. Đây, anh cũng có công chuyện nữa. Mình ăn với mình đi quay mấy cái hoàn cảnh thôi quý vị dạ. Rồi vô. Cũng vợ mẹ chứ. Gọi điện nó không? Gọi điện nó về không? Hay dạ, khỏi đi. Để em gọi anh về. Thôi thôi khỏi đi. Tao không gọi. Hả? Vậy hả? Khỏi đi. Về về thôi, em biết gì đâu. Nhiều khi nó ra đồng nó gặp nhỏ nào rồi đó. Đây quý vị dạ. Ờ đó. Khéo tay quá chứ, hai vợ chồng nó khéo tay quá chị, nó không mở quán ăn ở đây, có mở quán ăn ngon lắm á. Nhưng mà là lẩu chua sáng ăn cải ngọt trời. Quế nữa. Này ăn công nhúc là quá ngon rồi. Ủa? Lấy gì bật lửa ăn? Đây. Không biết được. Đúng mạnh lên cho nó sôi nhanh thì mình ăn nhanh luôn. Nãy giờ đi ra ngoài mày về không có gì tặng mày, thôi ra hàng cố gắng lựa cái mít ngon ngon tặng cho mày. Ừ, bạn bè về lâu lâu lựa cho mít tạ đã hả quý vị? Chú quýt này cũng cả chục ký chứ đâu có hết đâu. Đi chặn, đi về đây có quà tặng chứ không đáng sao bây giờ. Tặng cái gì không? Tặng cho mít. Có gì đâu mà tặng cái dao mình bị gì á? Dao mà tao đang quay clip á, mình đẹp có dao nó bị thằng cảm á, bị dao đi. Dẹp dao cũng được hả? Dao thằng cảm đó. Có gì không mà dẹp này khổ phục cái gì trời? Không, dao đi chảy mít được. Cái dao ghê, sợ thằng cảm dẹp dao đi. Có gì đâu mà không hay ngộ trời. Dẹp dao đi. Nó không không trẻ là thử coi chín không hả? Thôi, sống nhà này mất tiền cũng đang à. Vậy hả? Lại đi. Ờ, sáng tao có kêu vợ tao nấu rồi, nấu xong nãy giờ nhà có một tí vợ nói gì không? Hả? Có lặt mấy con dao. Có lặt mấy con dao không mà ha? Ờ nãy giờ nó hỏi qua đi chơi vui không? Vui. Vui ha? Ờ nó lặt đi rồi. Rồi thôi thôi, vô ăn đi rồi chút rồi về trở cái mít này về. Cái mít này rất là ngon nghe quý vị. Ngon không? Ngon không? Cái mít này là... Dẹp dao đi. Dẹp dao ha? Ờ dẹp dao đi. Dẹp dao. Ừ. Để này ha, chút nữa đem mua xe đem về em mua. Nè quà nó về đây rồi, rất là nhiều quà nghe quý vị. Một xe quà luôn á. Dẹp dao đi như vậy để dẹp vô ngủ trong đi. Thằng này bữa nay ngộ rồi trời. Ý là có cái dao mình quay cái dao nó phi phản cảm không? Bà con của bác người ta nói cầm dao ghê. Mỗi lần tao quay tao với con tao cầm cái dao á, họ sợ nói ghê. Bây giờ dọn ăn đi. Dọn đi, dọn. Dọn ăn đi. Hả? Ừ, chứ sao vậy? Này bữa nay ngộ rồi trời. Vậy vô ăn, vô dọn ăn đi. Dạ hả? Ừ. Nãy giờ có gì không vậy? Hả? Ừ. Hả? 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 Đi chơi, hả? Đi Hả? Đi chơi đi làm thôi ha. Ờ, được, không có nhau. Vậy thôi, không đi, có rồi. Không chạy. Vô ha. Em, đi không em? Mẹ ăn luôn em. Đặc biệt lắm á, có vợ tao nó mới nấu mấy này cho mày ăn ấy, chứ tao là sáng là mày mì gói là chắc ăn rồi. Có gì không? Đâu, bởi vậy Khương vừa mới nói mấy bạn của mấy vợ dễ thương. Nào bạn của mấy vợ dễ thương. Vậy ha. Ừ. Mà tao thiệt sự chứ mà tao mà có vợ mà bạn bè mà khen dễ thương cũng mừng nữa. Cũng hận cố.
biết chứ. Có nhiều thằng đó, vợ mình ở nhà, vợ buồn hiu à, mặt trầm trầm à, không chuyện. Mấy đó sao mà được. Vợ tao vậy tao đá liền á. Bạn đẹp tới là vợ mừng rỡ là mình vui lắm. Đúng như là sang gì vợ đó không? Ừ. Nở mặt nó mày gì vợ. Ừ, cũng được. Nãy giờ là cao phủ hả? Có lý ta. Tao thì ra ngoài ngoài đúng cho bánh cho mày. Ừ. Cái dao đó bén lắm đó. Ôi. Tao cái dao đó chặt cho bánh cho một ngày đó. Ừ. Mấy thằng mà bạn mà có cũng có hai ba thằng á. Ở nhà tao chơi rồi cũng hay nói xấu tao với vợ tao. Dạ. Ừ. Thì nó gặp tao cầm cái dao rồi giống cái tình hình mày nãy tao đâu biết đâu. Xàm. Chứ sao? Mà tao thì nên tao nói xấu gặp vợ mày tao nói trước mặt luôn mà. Vậy ha, bảo mày mà có gì đâu mà phải nói sâu lắm phải. Thôi qua đây ngồi xem sao được. Dính mít hay vậy? Hai thằng ngồi dính bụi mít luôn mẹ ơi, đây nó đỡ cho ơi. Chui đi đâu mà dính bụi đầu dữ không hay? Hái trái cây. Hái trái cây hả? Trái cây đâu hái hả? Cho hai thằng ngồi bên đây không? Ngồi đi chào. Ngồi đây nè, cho nó dễ quay. Ừ. Ngồi lần gỗ cho nó tỉnh. Nãy giờ nó nói về không có quà gì thôi cũng mớ quà kêu vợ ăn nè. Ừ. Dạ chặt vài trái mít nó nói thôi để nó trong đây rồi nó làm phụ tiếp lại ra gì đó thành ra cũng gán chạy ra nó tính chút 10:11 gì nó về đó quý vị 10:11 thành ra thôi đãi nó buổi tiệc này cho nó ngon thôi nè muốn đi dẹp mì á muốn nha này để xuống. Bây giờ mày ra ngoài ăn luôn. Nè. Chứ tự nhiên hai thằng ra ăn em ơi. Nó khóc con à hả? Ừ, thôi đút con đi để hai anh thôi. Trời ơi, khi mày vô mày đút vợ con mày đi. Đó. Mày gì vậy? Sao đó? Mày bạn tao hay là mày bạn vợ tao? Ý là phụ vợ đó, tại nhà tao là con cái là tao. Không mày đút con mày ha. Tao đút. Tốt rồi. Vợ cho nó ăn hỏi là vợ mày ăn chưa? Tao nghĩ cũng ngộ đâu. Nhà tao có vợ tao tới vợ chưa ăn được cái nồi lẩu vậy nè. Ô vậy hả? Ừ. Đã lắm á. Đi khách tới nhà bị luôn. Vô tao quá mà. Lấy cái giá này. Có giá nè, để tao đi lấy cho mời đó đi. Tao lấy giá, tao lấy dạo luôn. Lấy dạo, ăn lẩu, lấy dạo. Cũng giờ vợ mày không? Thôi đi mà ăn đi. Để sao hết? Thì bằng nồi nước nhỏ nhỏ hay không hết được rồi. Để muốn vậy. Cái bây giờ nó vậy rồi làm sao? Còn nước đổ trong phải không? Còn nước đổ trong thì chưa đồ lại đi. Ừ. Tôi yếu hai phần thôi nó nấu cho hai mình ăn mà. Ừ. Ok. Vô. Bữa giờ mà xuống nhà bạn Thái mới được ăn được. Chứ bữa thứ hai là được ăn cái lẩu gà mà lẩu gà nấu hơi nó nói nấu hộ tình của bác mà nấu nó hơi chết 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 nè nè ăn phô tôm này ngon nè mày ăn đi con bự nhóc hết luôn kìa cái đó nó ngon hơn tôm nhỏ mà nó ngon vậy hả. Ừ phải không bạn bè gấp nó thì ăn luôn chứ sao bây giờ quý vị tôm bự này gì chứ nhìn gì cũng nó không ngon bằng con mình được nhỏ ha. Ừ, con nhỏ ha. Còn ở trên Sài Gòn nó kiếm con nhỏ ăn không ra. Ngày bữa nay sao mà nói chuyện ngược ngược không kỹ ta? Hả? Đáng chịu. Dù gì cũng tới chưa chưa nó về quý vậy. Ôi, ai nè. Từ từ. Ừ. Sao bác? Cay hả? Ngon 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 sao mà ngon hết rồi ngon à. Chốt lửa đi, chốt lửa đi, chốt lửa ha, lửa đi ngon quá ổng ngon à ngon quá lắm tắt tường đi ơi đừng tắt để review quá nó phải tắt tường thì tắt rồi lấy ống quẹt bơm lại cái lò xô này là cái lò ga này là nó khoảng là 20 năm mà từ ngày mà làm cho môn trang á
thì cán bộ á người ta tặng quà, tặng được cái lò ga này nè quý vị. Ga hả? À, đúng rồi. Cũng là kỷ niệm dữ lắm đó. Xe bà vậy hả? Ừ, gần 20 năm nay rồi đó. Ừ, ông Bạc ơi. Vậy ha. Bơm lên. Ngon không? Ngon. Buổi sáng ăn gì là mất hết rồi. Còn thường thường vừa sáng ăn, ăn chợ quán mà nó ngon. Buổi sáng là tập kêu nó thôi. Nấu nồi nước sôi đổ vô khoảng 2-3 gói mì hai thằng ăn được rồi. Nó không chịu. Nó nói ảnh về đây thôi, đãi ảnh ngon ngon đi. Rồi. Hả? Đúng rồi. Tôi thấy Đạm Bạc nó tình nghĩa hơn mày ơi. Hả? Đạm Bạc nó tình nghĩa hơn. Cái này Đạm Bạc không có gì đâu. Trời ơi. Tôm vị mà ra Đạm Bạc đó mày. Tôm này tôm bự mày đưa tôm tôm nữa xíu mà mày nữa ngon. Tao mà ghé nhà còn việc á, vợ nó đãi tôm hùm không mà. Ừ. Cái mùm Alaska đó. Ừ, vợ nó đãi. Dạ nó vợ nó thái tao lắm. Ừ. Mà tao cũng thái vợ nó nữa. Ừ. Chút tao dẫn mày qua nhà nó, khỏi mày không về tao dẫn mày qua nhà nó. Ừ. Ừ. Rồi xách dao cũng được chém mày. Mày có gì đâu mày, bình thường tao có bậy bậy đâu. Mày nói mày thái vợ tao không bậy. Kiểu mình kiểu thái với bạn bè vậy á, giống như tao thái chơi với mày vậy á. Yeah. Ở đâu có gì đâu. Ai biết mày không giải thích rõ ràng tao hiểu lầm. Ừ. Rồi mình sống ngay sống thẳng mà. Dạ. Chứ mình mà bậy bạ thì là lại nhà nó sao được. Không, lại nhà nó bao nhiêu lần rồi? Ừ. Giống như tao lại nhà mày bao nhiêu lần rồi đó. Đồ mày tao thấy nó hơi cứng rồi. Mặn mặn không? Được rồi, ngon mà. Không mặn hả? Ừ, chút nữa rồi. Tại kiểu mình chơi thân lắm mình nói vậy. Ừ. Chứ mà lạ lạ là nhà người ta nói mình đúng chưa? Mình thân mình thích cái vợ mày được đó. Ừ. Mình là người miền Tây mà thiệt tình mà. Ừ. Không ăn mì hả? Ăn bún không hả? Ừ. Nhiều quá. Rõ nhiều quá. Ờ. Ngon quá. Có leo vô. Tại vợ mình mất đút con ăn nha quý vị, cho nên mới không ra ăn chung với mình với bạn Khương mình được. Chán phải lo cho con buổi sáng. Vậy chứ nãy kể lại cái đoạn hồi xưa hai mình đi làm á. Ừ. Sao? Tao nói với vợ mình cũng có phước cưới được mày. Ừ. Đó mày cũng chịu làm ăn. Chịu khó. Yeah. Ừ. Đó, tới giờ thì tao mày đi chơi, tao mày hiểu với nhau thôi chứ. Ừ. Mày hiểu nhau vậy được rồi chứ có gì đâu. Trời, thì vợ tao nó cũng đâu có cần biết cái chuyện đó mày. Thì nó sống tao bây giờ, nó biết bây giờ vậy. Nó đặc biệt là mày là có tính chung thủy. Yeah. Ừ. Lâu lâu mà cái tính tao đó giờ mày biết rồi là chung thủy vậy rồi chứ. Bạn bè mà nhiều khi đó đi vợ không tin nhưng mà khi bạn bè nói tin. Ừ. Phải vậy thôi chứ sao? Khi mình nói vợ không tin nhưng mà bạn bè là biết tính mình chơi với mình trước đó trước khi mình cưới vợ mình là bắt buộc là phải tin bạn bè mình đây. Đừng biết cái nào cũng vậy. Bạn mình rất tốt rồi quý vị. Không chỉ là nó giúp đỡ mình mà còn thương kể cả gia đình mình luôn đó quý vị. Phải rau chút hả? Ừ. Nãy chỉ lặt mấy cọng rau chút này thôi á hả? Ừ. Quá trời cái nồi lẩu luôn. Nồi này nó sẽ là 7 ha. Cá hả? Bữa nay nó nấu nồi nồi lẩu này cũng được. Cá vô. Cho bài sao?
mua nói chung ra sáng sớm thì mua đồ hộp không à, cho nên ngoài sáng rồi tao thưa thức dậy đi mua sớm đừng đãi mày đó. Kêu làm đơn giản thôi. Sao giờ mày biết tao phải ăn bắp vậy? Ai biết đâu, tại nó nấu nó bỏ thí vô đó mày biết rồi đó mà. Cho nó lọt nước á. Má mập nước cơ. Nó lẫn dẫn vợ mày lên Sài Gòn chơi. Bữa nào tôi dẫn vợ con tôi qua. Dẫn vợ thôi, con để nhà ông bà ngoại nội chăm cũng được. Để nghĩa của con với con còn nhỏ mà sao ở nhà được không hay? Thả dao lên lúc rồi mất. Mình lại cái dao nó bén. Chặt nhẹ cái nó rụng xuống. Cái dao lục mà leo lên cao thì chặt là chết luôn. Leo lên thì chạy mình hết đâu quý vị. Mít nó bẻ bằng tay cũng được, không cần dao đâu. Con mít nó nhỏ bằng tay, mít nó bự nữa cho người sao xay. Đi cũng được rồi. Một tay xay thôi, nổi cho mít đâu phải chục ký á. Ê, trái phương vừa gắt một con tôm rồi. Nãy giờ là ăn lại vô. Thôi, vậy hả? Đâu trái tôm không ăn thịt bò hả? Không, không quên. Quên chứ không ăn phải không? Mẹ tôm đi. Dạ, thịt bò mày hả? Mẹ tôm đi hả? Sao mà bộ tao bự hết rồi sao mày lựa tao con nhỏ nhỏ không ông trời? Ừ, ngon lắm. Bạn gấp là phải ăn nha quý vị. Bây giờ nó gấp cái gì? Ừ, tôm này ngon nè. Tôm này là ở trên tao là khoảng 700.000 ký đó. Vậy ha. Ừ. Sao dưới tao cái ghề á? Ai biết. Còn tôm này ở chảnh chừng 50.000 ký vậy hả? Mày nói được, con sẽ tự giống thiệt. Thiệt không mà thiệt. Wow. Muốn ăn tôm bự thì nó ăn tôm bự đi, sao mày cứ dữ hoài trời. Ngày mày ăn đi, thì thấy tôm nó ngon, gắp cho mày đó. Vậy hả? Gắp mà. Bò để vô tái tái là chính nè. Vợ chồng mày thường gây lộn không? Không, vợ chồng ta giữ mày gây lộn không? Người ta cũng có gây lộn, có xích mích chứ. Không. Con với vợ luôn hòa đồng lắm luôn. Ủa vậy hả? Ừ. Vậy đó. Sao vậy? Vợ chồng cũng gây lộn chứ. Bậy bạ. Dạ. Ừ. Nó không phải nổ nhau chứ, từ ngày tới bây giờ là khoảng 7-8 năm nay rồi nha quý vị. Nhưng mà hai vợ chồng chưa tự lộn hay gây lộn gì hết. Có gây lộn không? Nữa. Đã tự lộn chứ gây lộn không có, làm sao có gây lộn. Mình định gây lộn gây lộn. Cảm thấy mới vô không hợp thì mình chia tay phải không? Gây lộn mới lộn kỳ lắm. Nữa. Người ta hai đứa con mà chia tay vậy khủng gì trời. Tưởng vậy đó. Bữa nay nãy nói chuyện gì ngộ quá mấy ta. Ý là mấy lái mấy người đàn ông ở vợ chồng ở không hợp á, cái đi lộn rồi đánh lộn. Đánh con là tư giúp mấy hoàn cảnh đó. Thấy không? Giúp mấy hoàn cảnh rồi nhiều mấy ông nhậu chồng nhậu xỉn vô cái đánh vợ. Tao không nhậu đâu đánh vợ. Ý vậy đó. À thôi ăn miếng thịt bò đi rồi em mình tao nghe điện nói tào lao lao hoài. Cái giận này vậy á. Ừ. Mà ở không được thôi mình chia tay phải không? Ừ. Nó đánh lộn đánh cửa con tao đồng nghiệp. Mình cứ nghĩ mày cũng có con gái không? Ừ. Thôi con gái mà có chồng gặp chồng nó thương cũng nói gì phải không? Ừ. Chồng chồng mà đàng hoàng như tao á thì cũng nói gì phải không? Còn cái vừa gặp mấy thằng lụ đạn gì đó nó chửi nó đánh không chửi được. Ai mà cày vui đánh biết đâu con gái mà 12 bánh nước mà. Ở đây chứ đó tới giờ cả dòng họ luôn là không ai quýnh vợ luôn, tao mà quýnh vợ là muốn chú tao kìa tao liền á. Ừ. Mấy chú mấy bác già dạ, tao luôn hốt tao liền á đó tới giờ luôn. Đừng nắm chứ mấy chú bác mày đánh vợ mày tao cũng đánh mày nữa vậy đó hả? Ừ. Sao mày ngộ quá, mình về đây mình chơi với tao mày quan tâm tao thôi, tình hình sức khỏe là bản kinh tế thì sao được rồi, xong rồi cái chuyện nó hoài không bỏ trời. Tao mày được rồi. Chuyện gia đình nó quan trọng vậy ha. Gia đình êm ấm với mình nó. Ừ. Nó phải vậy hả? Tao kêu tề với ai mới chịu gốc thôi. Ừ.
gia đình mình ổn mình nó vừa xã hội được. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Món ăn đi. Ôi trời. Ok. Bạn mình thương lắm nha các bạn. Như vậy là cái cây trong nhà có cái gì là đúng rồi đặt cho gửi cho bạn mình hết. Tại vì cái thứ gì mà ở trên mà nó không có là mình sẽ gỡ. Có, tặng chào con thương có. Gì nữa? Mày gì nữa không có. Hả? Cái gì? Nếu tao có mới được nha, cái này tao không có làm sao mày cho có. Mày? Mày có mà tao không có. Vậy ha? Ừ. Cái gì? Quên rồi. Quên rồi ha. Đừng nào nhớ đi rồi điện cho tao, tao gỡ lên cho. Tao tính ở trong này không có là có lúa không? Mày chỉnh có lúa không? Có, chắc nhận mày biết à. Tưởng đâu không có tao vợ đâu biết để tao hỏi vợ tao, tao trở lên cho. Sao mày nói tao mà mày nói vợ tao làm cái gì? Vì phụ nữ họ kinh tế hơn. Vậy ha. Ừ. Đàn ông mình hình như khi hơi hài hợp thôi. Không có sâu sắc được không? Có không? Vợ tao bữa nay nấu cho mình vậy ngon không? Vợ mày nấu gì ăn cũng ngon. Ngon ăn hết nha, ăn hết nồi này nha. Ăn luôn cái đầu tôm cũng như vậy. Cái này là ốc tôm là ngon lắm nè. Hả? Ừ, ngon ăn đi. Nè, cho mày nè. Ừ, ngon đi. Hả? Ngon ăn đi. Thiệt? Không, tao không ăn ốc tôm. Gạch đó, gạch nè. Không. Ngon nè. Không. Tao không ăn ốc tôm mà. Cho mày nó ngon mà không ăn bỏ đâu ạ. À? Nói gì nhiều quá. Nó nổi ra. Không nhận vợ bạn nói chứ. Mình thích ăn con nhúc. À, con nhúc chiên bạch. Ngon ngon. Giá rồi. Anh chờ con sớm quá bên. Lên lên miếng lửa đi. Không. À. Cắt con sớm nữa, chọn con sớm nữa. Không? Ừ. Không ngồi uống nước em. Làm đi, làm đi. Một mâm bánh bao hả? Ba mâm bao. Bao tô, bán ăn cũng ngon lắm. Mà chạy hả? Ở xứ này ăn chay nhiều ghê quý vị vậy? Gần chút người ta không có xịt thuốc á, chỉ sợ là nuôi trong cái hầm heo thôi à. Hay lắm, lúc này nó nhạt lắm. Chứ bây giờ hầm heo có lồng nuôi, người ta thường thường người ta thải xong á, cái kè bè á, đi châu đốc số lượng rất lớn. Rất nhiều lắm. Bữa nào gia đình tao có tổ chức đi chơi á. Ừ. Cho vợ mày đi theo chơi cho vui. Ừ. Bảo vợ tao đi ha. Cho vợ mày không, cho vợ mày đi với vợ tao á chơi vui. Ở nhà mày giữ con. Được không? Được. Lâu lâu cho vợ đi cho vui. Ừ. Nhà bỏ nhà hoài. Ừ. Đi với hai vợ chồng chắc nhớ anh cho được cái này bữa nay xong hỗ trợ.
Rồi giao tao cũng cho vợ tao đi chơi bởi vì tội nghiệp nhiều khi phụ nữ họ thật khổ, ở nhà chăm con chăm cái lâu lâu mình để cho họ đi chơi có bạn về rồi. Tâm lý lắm, ta tâm lý lắm. Dừng lại để chừa lại để cho vợ con Thái ăn chứ ăn hết sáng lên vợ con nấu mình lên chưa ăn mình lên mình ăn hết thật kỳ quá. Cảm ơn khán giả rất nhiều nha. Dạ. Cho con biết khán giả. Xin chào quý vị khán giả.